Xin kính chào bà con, cô bác, cô chú, anh chị khắp mọi miền Tổ quốc đã quay trở lại với kênh Đồ Cổ Giáo Nguyễn. Em rất là vui khi được gặp lại bà con, cô bác, cô chú, anh chị trong ngày thứ bảy, ngày cuối tuần hôm nay. Thì lời đầu tiên cho em chúc bà con, cô bác, cô chú, anh chị có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Rồi em cũng cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi cái đoạn video của em, ủng hộ kênh của em trong thời gian vừa qua. Hy vọng mà kênh của em mà sẽ mang tới cho bà con, cô bác, cô chú, anh chị một cái niềm vui, một cái sự thoải mái, và có thể là sẽ mang đến cho mọi người những cái món đồ mà mình yêu thích, mình muốn sưu tầm đó. Thì bà con, cô bác, cô chú, anh chị ưng ý món đồ nào trên đoạn video của em, có thể là nhắn tin gọi điện với em qua Zalo, cũng là số điện thoại là 0774 814 824. Bây giờ em sẽ đi vào giới thiệu những cái món đồ trong cái đoạn video ngày hôm nay. Thì bà con, cô bác, cô chú, anh chị có thể thấy ở trên màn hình có rất là nhiều cái món đồ, từ đồ gốm nè, đồ gỗ nè, đó, đồ đồng nè, rất là nhiều món luôn. Nhưng mà một số món em có thể là do thời lượng đoạn video quá dài cho nên em không có giới thiệu hết được đó. Nhưng mà bà con, cô bác, cô chú, anh chị mình để ý món đồ nào thì mình cứ nhắn tin với em nha. Em sẽ gọi điện trực tiếp hoặc là gửi hình ảnh, quay video cho bà con, cô bác, cô chú, anh chị mình xem ha. Rồi bây giờ em sẽ giới thiệu những cái món đồ trong đoạn video ngày hôm nay. Thì trước tiên em sẽ giới thiệu tới bà con, cô bác, cô chú, anh chị một số cái món đồ nhỏ xinh đó, rất là dễ sưu tầm, rất là dễ mua. Giới thiệu trước. Đầu tiên em giới thiệu tới bà con, cô bác, cô chú, anh chị hai cái đồng hồ quả cầu Omega đó. Đây là hai cái đồng hồ mà gọi là máy cơ cót nè, mình dùng bỏ túi hoặc là móc vào móc khóa hay đeo bên người đều được hết. Và hai cái đồng hồ quả cầu này đều là máy cơ cót ha, có nghĩa là lên cót là lắc một chút là nó sẽ chạy bình thường nha. Hàng này là hàng của thị sĩ, em gom về được nha. Đó, rất là đẹp luôn. Phía trước là chữ Omega, có chữ, dòng chữ là thị sĩ, mít năm sản xuất 1882. Phía sau là máy cơ cót lộ ra luôn nha. Đó, rất là đẹp luôn. Hai cái ở đây thì em có hai cái, em gom về được. Đây, cái này vẫn đang chạy rất là bình thường luôn. Đó, bà con, cô bác, cô chú, anh chị mình mua đồ bên em, ví dụ như những cái món đồ mà gốm gỗ á, thì mình được kiểm tra kích thước rồi độ lành của từng món đồ. Còn ví dụ như những cái món mà đồ đồng hồ hay là những món khác thì mình được kiểm rồi là cái độ mà nó có chạy được hay không đó, nó có sử dụng được hay không thì mình mới thanh toán ha. Rồi thì em xin phép giao lưu với bà con, cô bác, cô chú, anh chị mỗi một cái đồng hồ quả cầu Omega này, nhỏ, hàng nhỏ mini xinh xinh này, với giá là 900.000 đồng. Bà con, cô bác, cô chú, anh chị mình mua về sử dụng hoặc làm quà tặng hoặc là để làm ngắm nhìn thì cứ nhắn tin liên hệ với em nha. Rồi em xin đi qua món đồ kế tiếp. Ở đây thì em xin giới thiệu bà con, cô bác, cô chú, anh chị một số cái vòng tay. Chất liệu của nó thì khá là đặc biệt ha. Thì do là tính đặc biệt của nó cho nên em không có tiện nói ra. Bà con, cô bác, cô chú, anh chị mình quan tâm, mình nhắn tin gọi điện với em sẽ nói cái chất liệu ha. Thì nói sơ qua thì chất liệu này, cái vật liệu mà làm nên cái vòng tay nè, nó ở dưới biển và nó cũng rất là độc đáo ha. Về cái ý nghĩa phong thủy thì rất là tốt luôn. Và mình mang bên người thì sẽ gọi là chiêu tài hút lộc, nói chung là những cái điều may mắn đó, để mang lại những cái điều may mắn cho mình. Thì ở đây thì em có đủ các ni luôn nha, đủ các size luôn, từ size nhỏ nhất là 12, 14, 16, 18, 20. Đây để em quay hai cái size nhỏ nhất và lớn nhất. Đây là em đang mang nè. Tay của em nó hơi nhỏ cho nên em mang cái size này có vẻ nó vẫn quá lớn với mình. Thì em sẽ mang những cái size nhỏ hơn để bà con cô bác mình có thể thấy là nó hợp. Đó, cái size này tay em nhỏ, em mang cái hộp này nhỏ đẹp nè. Còn bà con, cô bác, cô chú, anh chị nào mình là cái khung xương mình to, mình mang những cái hạt bự thì rất là đẹp luôn, rất là sang luôn. Đó, những cái hạt này là đều làm từ cái chất liệu rất đặc biệt nha, cho nên là nhưng mà cái giá tiền của nó thì cũng vừa túi tiền mình thôi. Đó, những cái size nhỏ
như hai mang này nè, giá chỉ tầm 600 ngàn thôi. Còn cái size hạt lớn nhất như thế này là 1.500.000. Và bên em á, em cũng có nhận, ví dụ như bà con cô bác cô chú anh chị mình có nhu cầu mình đặt số lượng lớn thì bên em vẫn nhận nha, nhưng mà phải là cho đặt thông báo trước cho em số lượng và cái phải có một cái thời gian để bên em đặt, họ gia công họ làm đó. Thì bà con cô bác cô chú anh chị mình quan tâm cái vòng này đó, cái mẫu vòng này, và muốn mua về sử dụng làm quà tặng hay là đặt số lượng lớn thì mình cứ nhắn tin gọi điện với em nha. Đó, em có để Zalo và số điện thoại trên màn hình rồi ha. Rồi, em xin đi ra mấy đồ kế tiếp nha. Ở đây thì em xin giới thiệu ba cây viết. Đây, ba cây viết này chất liệu đều rất là độc lạ luôn. Đó, thì em cũng đã có giới thiệu qua một số cái video trước, nhưng mà bây giờ em sẽ tiếp tục giới thiệu lại nha. Để là em sợ là mọi người có người xem rồi, có người bật chưa xem. Đó, thì món đồ có cây viết đầu tiên là một cây viết được bọc trầm. Thì bên ngoài, hai cái vỏ bên ngoài này nè được bọc trầm, nhưng mà chỉ là trầm công nghiệp thôi nha, chứ không phải là trầm nguyên khối thì nó rất là giá trị. Em không có gom được cái đồ đó. Rồi thì cái ngòi bên trong là ngòi tròn hoặc ngòi nhỏ, mình có thể thay bất kỳ lúc nào. Những chi tiết còn lại đều là đồng mã vàng, nhìn rất là đẹp luôn đó. Cái này mình mua về để mình làm quà tặng hoặc là sử dụng đều được ha. Đó, rồi giá em giao lưu với mọi người cái bút bọc trầm này chỉ là 800.000 đồng thôi nha, cái giá rất là rẻ, rất là hạt rẻ để cho một cái món đồ đẹp có giá trị sử dụng cho chị sưu tầm ha. Rồi tiếp theo thì em có hai cái viết khác. Thì hai cái viết này chất liệu rất là đặc biệt nha. Đây đó, hai cái viết này thì là về chất liệu cái chỗ trắng trắng này nè đó, thì là như nhau đó. Và em cũng không tiện nói ra, nhưng mà bà con cô bác cô chú anh chị mình nhìn thì mình có thể đoán được ha. Ở gần đây em quay gần hơn nè, mình có thể thấy những cái vân đó, dạng như có một những chỗ nó dạng như cái vân mà phân máu xuất hiện vậy đó. Rồi cái viết bên đây á, cái viết bên phải á thì là trơn nhẵn, còn cái viết bên trái á thì được chạm hình rồng ha, rất là đẹp luôn. Và những cái chi tiết vàng vàng này là đồng mã vàng, rất là đẹp luôn. Về kích thước thì mỗi một cây viết này có chiều dài là gần 14 cm nha, đó rất là đẹp luôn. Cái này mà mình để mình làm quà tặng cho người thân bạn bè, hoặc là mình để sử dụng ký hợp đồng này kia thì khỏi chê. Phần ngòi thì lần mình chỉ cần vặn ra là ngòi tròn nha. Cái này thì ngòi tròn, mình có thể là thay cái ngòi nhọn hoặc nhọn tùy theo mục đích sử dụng của mình nha. Rồi giá em giao lưu với bà con cô bác anh chị mỗi một cây viết trắng trắng ngà như thế này đó là 4.000.000 đồng nha. Bà con cô bác cô chú anh chị ưng ý thì cứ nhắn tin gọi điện với em. Rồi. Đó, em xin nhắc lại là mỗi một cây nha, mỗi một cây em giao lưu với mọi người là 4.000.000 đồng. Thì nói chung là bà con cô bác cô chú anh chị mình cũng biết mà, tiền nào của nấy thôi. Cái vật liệu làm ra cái cây viết này nó phải xứng đáng với cái giá tiền đó, thì em mới dám báo giá vậy ha. Rồi em xin được đi qua món đồ kế tiếp. Tiếp theo em giới thiệu tới bà con cô bác cô chú anh chị những cái món đồ gốm mini. Đây, đây là một cái món gốm mini mà em mà sưu tầm được. Trên tay em đang cầm là hai cái hũ nhỏ, hình như là em có tìm hiểu là hai cái hũ này được gọi là hai cái thủy trì hay sao ấy, nhưng mà em không biết là đúng hay không, em cứ gọi là hai cái hũ nhỏ đi. Hai cái hũ nhỏ này thì là em tìm hiểu là thuộc dòng gốm chu đậu nha. Đó, và hàng này size mini này rất là gọi là rất là khó để nói chung là mình rất là hiếm gặp những cái size mini như thế này đó. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là, và trên cái hai cái hũ này nè có rất là nhiều cái vết thời gian nó xuất hiện á, ví dụ như vết rạn nứt nè, hoặc là cái gỉ sét hoặc là bám nè. Em thì em cũng không dám chắc đây là có phải là hàng vớt biển hay không, hay là hàng họ sưu tầm lại được, nhưng mà nhìn sơ qua thì trên này nó không có những đóng cái vỏ sò. Tại vì lúc trước em vẫn có tìm được những cái hũ lớn hơn như thế này mà hàng vớt biển, nhưng mà em cũng đã giao lưu được với những người khác rồi, cho nên em còn hai cái hũ này. Thì em sẽ quay bên trong. Bên trong cái hũ này nó có những cái vết rạn nè. Đó, em quay nắm tiếp à. Những cái vết rạn đây. Đó, vết rạn chảy rất là dài bên trong ha. Ở dưới cái chung đấy rất là già luôn. Đó, rất là đẹp. Cái hũ này thì có chiều cao là 8 cm nha. Phần đường kính là khoảng 6.5 cm. Đó. Cái hũ bên đây thì có chiều cao là cũng là 8 cm luôn. Đường kính thì nhỏ hơn khoảng 5 cm thôi. Đó, hai hũ đều có cái vết men rạn
chạy rất là dài ha, những cánh rạng, và xuất hiện rất là nhiều cái điểm vàng vàng bị sắt. Bà con cô bác cô chú anh chị sưu tầm những cái món đồ gốm cổ mini hàng đẹp như thế này thì nhắn tin gọi điện với em ha. Giá em giao lưu với mọi người mỗi một cái hũ như thế này chỉ là 2 triệu đồng thôi đó, mỗi một hũ là 2 triệu đồng nha. Bà con cô bác cô chú anh chị ưng ý thì nhắn tin gọi điện với em nha. Rồi tiếp đến thì em có hai cái món đồ hàng cũng mini khác nhưng mà rất là đẹp nha. Hàng này giá trị sưu tầm rất là cao luôn. Em quay chung trước hai cái cho mọi người xem nè. Đó, thường thì những món đồ gốm mà càng nhỏ kích thước càng nhỏ thì càng khó mà gọi là để tạo hình nè, cũng như là vẽ nè. Đó, rồi em sẽ giới thiệu cái hũ đầu tiên trước. Cái hũ đầu tiên là cái hũ nhìn như cái bình củ tỏi vậy ha. Đó, tích trên đây là vẽ lân, đây vẽ một con lân. Ở dưới là hiệu đề. Thì theo như em tìm hiểu thì những cái món cái hũ nhỏ như thế này là những cái đồ nội phủ ha, đồ dùng cho quan lại vua chúa ngày xưa. Nó dùng trong phủ trong cung như đó. Ở bên trên thì được bọc đồng này, để vừa làm tăng giá trị của cái món đồ mà vừa bảo vệ cái món đồ nữa. Đó, ở phần miệng thì không có bị ăn nứt dạng mẻ gì hết. Ở bên ngoài thì có những cái vết mà bọc đồng nó kiểu nó bị chỗ nó bị giống như là sao lên ten theo thời gian năm tháng như thế, đen 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 cái chỗ nha. Ở dưới là hiệu đề là trung đáy rất là già luôn, có nhiều chỗ men nó bị lột men khá là cao đó. Phần men thì nó hơi ố vàng theo thời gian năm tháng, có nghĩa là em nghĩ là chắc là do trong quá trình mà bảo quản cho nên nó như vậy ha. Rồi còn những cái phần còn lại thì vẫn rất là đẹp luôn, phần vẽ lông mã đều rất là đẹp. Cái hũ này thì có chiều cao là 7 cm ha, đường kính đáy là khoảng gần 3 cm, đây chiều cao khoảng 7 cm, rất là đẹp luôn. Đó là cái hũ thứ nhất. Cái hũ thứ hai này là hũ vẽ hình vẽ ông già này, em cũng không biết là vẽ ông già hay là ông tiên hay là ấy nữa, nhưng mà thấy này là biết là nam giới cầm gậy nè, ông già cầm gậy nè. Đó, rất là đẹp luôn. Bên sau thì có hai cái chữ cái gì em cũng nhìn không rõ nữa. Đây em quay gần cảnh hơn cho bà con cô bác cô chú anh chị mình xem. Ở dưới là một bốn chữ như thế này. Đó, không quay cho đúng rồi. Đây chôn đáy rất là già luôn ha, và có rất là nhiều cái chỗ nó bị không phải là mẻ, em tưởng là mẻ nhưng không phải nha. Cái chỗ này là giống như nó bị sắt, nó chỗ vàng nha. Phần miệng thì cũng được bọc đồng, đây phần miệng đều được bọc đồng. Đó, không có bị mẻ hay gì hết nha. Đó, một món đồ rất là giá trị sưu tầm. Xung quanh thì có xuất hiện rất là nhiều cái điểm mà điểm đen đen, đây, điểm đen đen nè. Những cái này gọi theo như em được chỉ là những cái gọi là những cái vết thời gian nó mới xuất hiện được ha. Rồi cái bình này thì có chiều cao là 9.5 cm nha, đường kính miệng là 3 cm. Rồi thì em xin phép được giao lưu với bà con cô bác cô chú anh chị hai cái món đồ mini nội phủ này, mỗi một món đồ giá là 4 triệu đồng nha. Đó, món đồ sưu tầm rất là giá trị nha, hàng vẽ tay rất là đẹp luôn, rất là giá trị. Rồi em xin qua món đồ tiếp theo là em giới thiệu bà con cô bác cô chú anh chị một cái tô. Đó, một cái tô thì theo như trong em ở dân miền Tây ha, em ở Cần Thơ ha, thì em gọi những cái này là cái tô, còn ở ngoài ví dụ ở miền Bắc hoặc miền Trung thì họ gọi là cái bát con ha, tại vì cái tô vẻ lớn hơn nữa đó. Em gọi là theo nhau trong ngôn ngữ của em đi, tại vì em tiện giới thiệu chứ không hồi em hay nói lộn lắm. Thì cái tô này là vẽ rồng rồng huyết nha, những cái chỗ móng nè, móng và những cái chỗ cái gọi là cái vảy nè, vảy lưng nè, và những cái móng nè là cái màu men huyết rất là đẹp luôn. Rồng đây là rồng năm móng nè. Đó, rồng năm móng thì thường là đồ dùng mà rồng năm móng là thường là dấu gọi là những thái tử hay vua mới sử dụng được cái đó, thì theo như em tìm hiểu là vậy đó. Còn đây là bên ngoài thì cái viền bọc đồng nè, vân vẽ mây nè, hiệu đề 6 chữ đó, chôn đấy rất là già. Thì em cũng tìm hiểu qua là sách hoặc là được chỉ dạy lại, hiệu đề 6 chữ thường là những cái món đồ gốm dòng gốm thời nhà Thanh đó, thời nhà Thanh thì mới có hiệu đề 6 chữ như thế này đó, rất là đẹp luôn. Rồng năm móng huyết ở đây rất là đẹp nha. Bên cạnh đó thì có những cái vết ố, vết
ố men đó, rất là đẹp luôn. Bên trong đây, bên trong rất là đẹp ha. Cái phần miệng này không có bị gắn nứt hay gắn mẻ gì nha bà con cô bác. Rồi đem ra kích thước của cái tô này. Tô này thì có đường kính là 17 cm nha, đường kính là 17 cm, chiều cao lên là khoảng 7 cm đó, chiều cao lên tầm 6.5 đến 7 cm. Rồi em xin phép được giao lưu với bà con cô bác cô chú anh chị cái tô này đó, cái tô vẽ rồng huyết này đời nhà Thanh này là 5 triệu đồng nha bà con cô bác cô chú anh chị thích sưu tầm cái tô này thì nhắn tin gọi điện với em nha, Zalo với số điện thoại em có để bên trên màn hình luôn nha, rất là đẹp nha, cái tô rất là giá trị, rất đáng để mình sưu tầm luôn. Rồi em xin đi qua món đồ kế tiếp. Ở đây em sẽ tiếp tục giới thiệu tới bà con cô bác của chú anh chị hai cái món đồ gốm. Món đầu tiên là một cái hũ. Cái hũ gốm này theo như em tìm hiểu là hũ gốm đời Tống nha, dòng men của nó. Cái tên gọi nó là một cái hũ gốm hỏa biến, có nghĩa là dựa vào cái biến đổi nhiệt độ mà làm ra cái cho cái màu men của nó thay đổi khác nhau đó, rất là đẹp luôn. Ở trên đây thì có rất là nhiều cái vết rạn, nó vết rạn và những cái điểm nó nuốt men, nó bị nuốt men như thế đấy, rất là nhiều ha. Do là cái màu men của nó hơi tối tối chút xíu cho nên mình rất là hơi khó nhìn, nhưng mà khi mà em cầm trực tiếp á, thì mình có thể nhìn rõ những cái điểm xuất hiện đó. Trong đấy rất là già, phần men bị lột khá là cao để lộ cái phần đất bên trong luôn nè. Đó, ở dưới thì không có mọc. Đó, phần miệng thì vẫn còn lành, chỉ có là cái màu men nó hơi bị bạc đi, nó bị ố đi, nó bị lóc mà chảy, giống như dùng cái đúng cái từ là nó không có còn cái màu men ban đầu nữa. Đó, nhìn cũng nói chung là một cái món đồ rất là đáng để mình sưu tầm. Đó, thì cái hũ gốm hỏa biến đời Tống này có cái chiều cao là hơn 10 cm nha, đường kính miệng là khoảng 7.5 đó, và giá em giao lưu với mọi người cái hũ gốm hỏa biến đời Tống này có giá là 5 triệu đồng nha bà con cô bác cô chú anh chị ưng ý thì nhắn tin gọi điện với em ha. Rồi em xin đi qua món đồ kế tiếp. Tiếp theo thì em giới thiệu bà con cô bác cô chú anh chị một cái tước nha. Cái tước này thì em cũng có duyên em tìm, em sưu tầm gì được, em gom gì được. Đây là một cái tước gốm thuộc là nền văn hóa Chăm Ba cổ nha. Đó, rất là đẹp luôn. Nhìn về hình dáng nè, về mặt hình dáng bên ngoài thì mình thấy là có vẻ nó không, gọi là sao ta, nhìn nó hơi gồ ghề, nhìn nó giống như làm bằng tay, nặng lên từ bằng tay ha. Đó, nó không phải là một cái khuôn mẫu và nó cũng không có được gọi là chuẩn chỉ đẹp như những cái tước gốm của Tàu cổ nha. Đó, do là những cái hồi xưa em nghĩ là khả năng là do cái kỹ thuật làm gốm của những người Chăm Ba không thể nào mà so sánh được với người Tàu cổ rồi ha. Đó, phần men nè, phần men là bị lột rất là nhiều luôn, lộ ra cái đất bên trong nè. Đó, ở dưới là cái gọi là cái mộc của người ta, là cái ký hiệu thôi, cái ký hiệu của người ta như thế này thôi. Nó rất là đẹp luôn. Bên trong cái cho kể cả cái màu men. Đó, cái màu men họ cũng không sánh bằng được những cái dòng gốm của gốm Tàu ha. Đó, đúng. Nhưng mà ra về gọi là giá trị sưu tầm, giá trị lịch sử thì nó gọi là theo em nghĩ ở một góc độ nó vẫn tương đương nhau nha. Đó, thì mỗi người có một sở thích sưu tầm thì biết đâu là sẽ có bà con cô bác cô chú anh chị nào đó thích sưu tầm những cái món đồ gốm của Chăm Ba thì sao ha. Thì em vẫn mang lên giới thiệu bình thường. Rồi, cái tước gốm Chăm Ba này có chiều cao là 10 cm nha, đường kính là 13 cm. Đó, em xin giao lưu với mọi người cái tước gốm Chăm Ba cổ này là 8 triệu đồng nha bà con cô bác cô chú anh chị ưng ý cái món đồ này thì mình nhắn tin gọi điện với em. Đó, rồi em xin được đi qua món đồ kế tiếp. Em sẽ giới thiệu tới mọi người một cái trên tay em đang cầm là một cái gối đá nha, rất là độc lạ luôn. Đây là một trong những cái món đồ mà em rất tâm huyết và em muốn giới thiệu tới bà con cô bác cô chú anh chị trong ngày hôm nay. Đây là một cái gối đá mà gọi là gối đá cổ nha, hồi xưa chỉ có là quan lại hoặc là vua chúa cao cấp mới sử dụng cái gối này thôi. Đó, rất là nặng, rất là chắc tay nha. Đem cân qua cây gối đá này thì có cân nặng là 3.2-3.3 luôn nha, rất là nặng luôn. Đó, thì về những cái món đồ đá, những cái món đồ bằng đá thì nó sẽ có cái đặc điểm là nó sẽ thông đèn được. Đó, đây em mua thông đèn cho bà con của bác anh chị xem ha. Chỗ thì nó lên màu vàng nè, đó, màu vàng, màu cam nè. Đó, có chỗ thì nó lên màu khác. Đây, ở phía sau đây
Đó. Và đây là một cái khối đá liền nha. Đó. Cái gối này được làm được tạc từ một cái khối đá liền. Đó, những cái bề mặt thì được chạm hình con chim nè, rồi hình mặt cái con gì em cũng không rõ nữa. Đó, rất là đẹp luôn, rất là mát lạnh luôn. Đó, trời này là ở trong em là mùa hè nè, mà mình gọi là lâu lâu mình lấy mình nằm lên thì rất là mát lạnh luôn ha, mát lạnh cái da đầu mình luôn. Đó, bà con cô bác mọi người mình lót gối à, gối nằm gối thường, còn mình nằm gối đá là bao đẹp luôn, bao độc lạ luôn. Đó. Nói gì chứ cái này để sưu tầm rất là giá trị nha bà con cô bác. Đó, những cái món đồ này hồi xưa đúng là chỉ có vua chúa quan lại thì mới sử dụng thôi, mới có hoặc là điều kiện để sử dụng thôi, còn người dân bình thường mình chắc chắn không có bao giờ mà sử dụng được đâu. Rồi, về cái kích thước thì em có cân hồi nãy đó, cái gối đá này cân nặng là 4,3 kg, cái gối đá cổ này cân nặng là 3,3 kg, chiều dài là 15 cm nè. Đó, bề ngang là 10.5 cm và chiều cao lớn nhất là 5 cm nha. Đó, rất là đẹp luôn, món đồ rất là giá trị luôn, giá trị sưu tầm rất là đẹp, rất là cao luôn. Đó, đó, bên đây nhìn thông qua như thế này luôn, rất là đẹp nha. Cái điểm đặc biệt là từ một cái khối liền luôn nha bà con cô bác, nó là một khối đá liền, cầm vào rất là mát lạnh luôn nha, rất là mát lạnh, rất đáng để sưu tầm. Đó, rồi thì em xin được phép giao lưu với bà con cô bác cô chú anh chị cái gối đá cổ này, giá là 10 triệu đồng nha, 10 triệu đồng cho một cái gối đá cổ, rất là đáng để sưu tầm. Mình về mình trưng bày, mình làm một cái kệ mình đặt lên ha, thì rất là đẹp luôn. Em đảm bảo là ai vào cũng sẽ gọi là muốn chạm vào, muốn sờ vào. Đó, đẹp độc mà ha. Rồi thì cái gối đá cổ này cũng là cái món đồ cuối cùng trong cái đoạn video ngày hôm nay của em, do là cái thời lượng video cũng hơi dài. Ở phía sau em còn một số món như là cái ấm vú candy cổ nè, một cái đèn linh thú nè, đó, và một số món đồ gốm phía sau nữa, thì em xin phép giới thiệu trong cái đoạn video tiếp theo nha. Rồi, em cũng cảm ơn bà con cô bác đã dành thời gian theo dõi đoạn video này. Hy vọng là bà con cô bác cô chú anh chị xem đến đây sẽ cho em một lượt like. Đó, mọi người ai chưa đăng ký thì hãy bấm vào cái nút đăng ký màu đỏ nha. Em cảm ơn bà con cô bác cô chú anh chị rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người trong đoạn video tiếp theo ạ.